Thưa quý vị, dịp cuối tuần thì chương trình đã giới thiệu đến quý vị điểm đến là lễ hội bánh mì tại thành phố Hồ Chí Minh, hay là giới thiệu đến quý vị một bộ phim đến từ đất nước Malaysia. Còn bây giờ sẽ là một món ngon trong ăn gì sáng nay. Quý vị thân mến, hủ tiếu Nam Vang là một món ăn có nguồn gốc từ Phnom Penh, Campuchia. Cộng đồng người Hoa ở Nam Vang, tên phiên âm Hán Việt của Phnom Penh, đã chế biến lại, sau đó đưa món ăn này về với Việt Nam. Về sau thì hủ tiếu Nam Vang được thêm nhiều loại gia vị đậm đà hơn để phù hợp với văn hóa ẩm thực của người Việt Nam. Thưa quý vị, hủ tiếu Nam Vang đã rất quen thuộc với người dân thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà ở Hà Nội thì có gì khác? Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một quán hủ tiếu Nam Vang nằm trên phố Mai Hắc Đế qua phần tác nghiệp của Thu Hằng và Nguyên Hương. Rất vui khi được gặp lại các quý vị và các bạn trong chương trình Việt Nam ngày mới với chuyên mục Ăn gì sáng nay. Và quý vị thân mến, đối với người dân thành phố Hồ Chí Minh thì đã quen thuộc với món hủ tiếu Nam Vang rồi. Không biết là ở Hà Nội thì món này có điểm gì độc đáo và đặc biệt hơn? Hãy cùng với cặp đôi vàng trong làng ẩm thực Thu Hằng, Nguyên Hương tìm hiểu trong buổi sáng nay nhé. Vâng, và hiện tại thì Thu Hằng và Nguyên Hương đang có mặt tại quán hủ tiếu Gia Thành, một quán hủ tiếu cũng khá là nổi tiếng với những người sành ăn ở thủ đô Hà Nội. Và điều đặc biệt hơn đó chính là ngày hôm nay chúng tôi sẽ đồng hành với một chị đầu bếp vô cùng đáng yêu và xinh đẹp để hướng dẫn Thu Hằng và Nguyên Hương cách làm một bát hủ tiếu ra đời như thế nào. Hôm nay thì chúng em rất là vui khi mà được đột nhập vào căn bếp của chị và được chị Quỳnh hướng dẫn cách làm một bát hủ tiếu tại nhà. Bây giờ thì chị có thể hướng dẫn cho chúng em cũng như quý vị khán giả được biết là cần những nguyên liệu gì để làm món ăn này ạ? Vâng, thế cần làm một bát hủ tiếu thì mình phải cần nguyên liệu là ví dụ như là sợi hủ tiếu và một thìa thịt băm và thịt chân giò với lại thịt thăn và củ cải muối, tỏi chiên và gan, trứng cút và tôm hủ tiếu. Rồi tôm ấy còn mình còn hành mới mùi ạ. Thành phần là một bát hủ tiếu, còn nếu mà nói hủ tiếu trộn. Vâng, đây là hủ tiếu nước, còn nếu hủ tiếu trộn thì thành phần của mình sẽ có trộn trần sợi và thêm là một thìa dầu và một hai thìa tương đen. Cái này và thịt trộn của mình là nó thịt trộn này. Và vâng, còn thành phần nếu cũng giống nhau thì... vâng, nhưng mà có ví dụ như mình ăn trộn thì mình chỉ cho mỗi rau mùi thôi, mình không cho hành. Vâng ạ. Wow. Thế không biết là cái bí quyết mà để chọn cái sợi hủ tiếu như thế nào là ngon hả chị? Sợi hủ tiếu mình thì nói chung mà mình trần thì sợi nó chín tới thôi, thì để cho nó sợi nó có cái độ dai, nó không bị mềm sợi ạ. Và ngay bây giờ thì Thu Hằng và Nguyên Hương đang rất là hồi hộp muốn được thử làm một bát hủ tiếu như thế nào. Chắc là Nguyên Hương sẽ chọn là món hủ tiếu trộn, còn Thu Hằng là sẽ món hủ tiếu nước nhá. Rồi, nhưng mà trước khi mà chúng ta bắt đầu vào thì chúng ta sẽ phải đeo găng tay để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hoàn thành xong hai bát hủ tiếu, bát hủ tiếu trộn và bát hủ tiếu nước. Bát hủ tiếu nước này thì có một điều lưu ý nữa là đó, chúng ta phải dưới nước dùng lên đúng không chị? Mình chan nước dùng lên. Nước dùng thì là gồm những nguyên liệu gì hả chị? Nước dùng thì là mình gồm có là xương ống, mình hầm lên xương ống, xương gà, rồi có củ cải với cà rốt và có cả hải sản mình hầm lẫn đấy ạ. Hải sản hầm thì là hầm tôm thôi chị, mình, hay là con mình có cả tôm cả mực mình hầm lên ạ. Đấy là một cái bí quyết cho quý vị và các bạn, nếu như ai muốn thử làm món này tại nhà thì cái nước dùng sẽ hầm thêm hải sản để nó còn ngọt của cái vị hải sản đúng không ạ? Đó là mực này, tôm này. Đó, và tôm thì chúng ta sẽ cho vào bát hủ tiếu luôn, còn mực thì chúng ta sẽ có thể chế biến một món gì đấy cho bữa trưa chẳng hạn đúng không? Và ngay bây giờ chúng mình sẽ cùng thưởng thức nhá. Em cảm ơn chị ạ. Rồi ạ.